thì đây là một chiếc điện thoại cũng mang hình số 8 đang cực kỳ gây hot tại thị trường Việt Nam của hãng Mastel, mang thương hiệu đó là Spinner. Thì Tài Hạ vừa mới mượn được của bên hệ thống smartphonestore.vn, họ vừa mới nhập về. Thì đây là chiếc điện thoại Mastel Spinner đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đây Tài Hạ mời tất cả quý vị huynh đệ chúng ta sẽ cùng một sở thị chiếc điện thoại Mastel Spinner này, xem thử có những cái yếu tố gì mà hiện tại bây giờ đang cực kỳ hot ở ngoài thị trường và người dùng đang tranh nhau tìm mua và tạo một hiệu ứng gây sốt. Đây là hộp, thì chiếc hộp trông rất là nhỏ nhắn, giống như một gói thuốc lá vậy đó, trông rất là nhỏ nhắn. Thì đây là thông số kỹ thuật của chiếc Mastel Spinner đó. Thì mở hộp này ra thì bên trong đó là một chiếc điện thoại Mastel Spinner. Thì phụ kiện đi theo kèm với chiếc điện thoại này đó là một cái sợi cáp micro USB và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về những cái trung tâm bảo hành của điện của hãng Mastel cho cái dòng điện thoại Spinner này. Thì cái điều mà làm cho điện thoại Mastel Spinner này đang gây sốt thì sau đây Tài Hạ mời tất cả quý vị để chúng ta sẽ cùng một sở thị, đó là chiếc điện thoại Mastel Spinner này nó có tính năng đó là giống như một chiếc spinner giảm stress cực kỳ là hấp dẫn đó. Chỉ cần chúng ta sẽ quay như này đó, và đây là một được làm bằng cái chất liệu là cao cấp nhất, cho nên mức độ xoay của nó là coi như là không thấy dừng luôn. Đây, thì tất cả các vị huynh đệ cũng hiểu được rằng là hiện tại trên thị trường đó là cái sản phẩm mà giảm giúp cho người ta sử dụng giảm stress cực kỳ hiệu quả đó Spinner, và hãng Mastel đã cực kỳ nhảy bén khi tích hợp cái khả năng Spinner này vào một chiếc điện thoại. Thì chiếc điện thoại này đó, chiếc điện thoại này thì đặc biệt chiếc điện thoại này có thể là mở ra và chúng ta sẽ bỏ SIM vào trong này sử dụng được một SIM. Đó, mở ra sử dụng được một SIM và gắn được một thẻ nhớ là 32GB, tha hồ lưu trữ bài hát, và sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại. Và đây, thì ngoài tính năng nghe gọi, chiếc điện thoại Mastel Spinner này còn có tính năng đó là kết nối Bluetooth với một chiếc smartphone khác để sử dụng giống như một tai nghe dự phòng. Ví dụ giả sử như Tài Hạ đang cầm đây là một chiếc điện thoại smartphone, thì chúng ta sẽ kết nối giữa hai thiết bị này lại chung với nhau. Đó, kết nối bằng Bluetooth và chúng ta sẽ kết nối hai thiết bị này lại chung với nhau. Đó, khi mà kết nối, đó, khi kết nối xong thì khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta chỉ cần gọi chiếc điện thoại này, thì ngoài tính năng của cái spinner này là có thể nghe gọi bằng SIM của nó, thì nếu ai khi kết nối Bluetooth với một cái điện thoại smartphone thì khi chúng ta gọi chiếc điện thoại smartphone này thì cái điện thoại spinner này nó cũng đổ chuông luôn. Đây thì Tài Hạ sẽ thử tất cả quý vị cũng để cùng coi. Đây, ví dụ Tài Hạ nhấn gọi cho chiếc điện thoại này. Đây, Tài gọi cho chiếc smartphone. Đó, thì khi gọi chiếc smartphone thì cái điện thoại này cũng báo chuông, và cái này nó cũng báo chuông, và nó đặc biệt cái nữa đó là cái chuông này nó có rung luôn và chúng ta có thể cầm cái này để nghe được. Đó, rất là tiện lợi, ra ngoài đường là sẽ không cần cầm cái smartphone này để nghe nữa, chỉ cần cầm cái Mastel Spinner này thì chúng ta có thể đặt thoại được rất là rõ. Còn nếu mà từ chối thì chúng ta có thể nhấn từ chối nhận cuộc gọi, nhấn nhận cuộc gọi đây, từ chối đây. Đó, không từ chối nhận thì tắt đi.
đó, rất là gọn lẹ. Và nếu như chúng ta mà cảm thấy nó buồn thì chúng ta có thể sử dụng nó để xoay như này đó, nó sử dụng bằng cái cục xoay rất là tốt, cho nên xoay là xoay hoài luôn, không có dừng luôn đó, rất là đã. Thì đây là chiếc Smart Martell Spinner đầu tiên của hãng Martell có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, và tại Hà đã mượn được từ bên hệ thống Smartphone Store chuyên bán lẻ giá sỉ điện thoại chính hãng. Thì nếu quý vị quân đệ có nhà ý thì có thể đến hệ thống này để trải nghiệm và test thử chiếc điện thoại bỏ sim nghe gọi và có thể tích hợp được Bluetooth với cả một thiết bị di động khác để làm tai nghe, hoặc là có thể sử dụng làm cái thiết bị là xoay như này để giảm stress. Xin thưa quý vị quý đệ, đây là nó sử dụng là cái trục rất là xịn, cho nên xoay chỉ cần xoay một lần thôi là không bao giờ dừng lại luôn. Nó xoay mãi, xoay mãi, xoay mãi, xoay mãi, xoay mãi, xoay mãi, rất đẹp. Đó, ngoài ra, ngoài tính năng là spinner này giảm stress thì chúng ta có thể nghe gọi, bỏ sim vào nghe gọi được và kết nối Bluetooth với cả một thiết bị di động khác để làm tai nghe Bluetooth, cực kỳ là đẹp. Nó rất là nhỏ nha quý vị quý đệ, rất là nhỏ, bằng một ngón tay, rất là nhỏ, rất là cực kỳ đẹp đó. Và khi xoay về thì nó có ánh đèn đó, rất là đẹp đó. Giá thì vô cùng hấp dẫn, cực kỳ rẻ luôn, vừa có tính năng spinner, vừa tính năng nghe gọi, vừa có tính năng làm tai nghe Bluetooth, nói chung là đa di năng, all in one. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đệ đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị đệ có nhu cầu gì, có thắc mắc gì, xin vui lòng để lại comment bên dưới, tại Hà sẽ giải đáp. Vâng, xin cảm ơn.